Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da! Yeah! Ok anh em ơi, thì các bạn đang thấy nè, là hiện tại là ở trong một căn phòng màu tím lim tím liệm, đang có gọi là bảy sắc cầu vồng của Hero Team bạn ơi, đó thấy không? À quên nữa, còn này nữa chứ. Trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ vào nút subscribe đăng kiếm họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi ok vào thôi nào. Đó. Thì à quên nữa, từ bây giờ mình sẽ phải hỏi các thành viên của Hero Team đã. Mọi người ơi. Mọi người. Dạ. Mọi người có biết chúng ta đang ở đâu không? Ở nhà tù nè, nhìn là biết liền. Ờ đúng rồi, Sammy thông minh nè. À. Cái này chính là một cái nhà tù các bạn ơi. Mà các bạn biết nhà tù gì không? Trời ơi, mình sẽ xin giới thiệu các bạn luôn nha. Đây chính là một cái nhà tù màu tím mấy bạn ơi. Đó, nhà tù màu tím nha. Ghê chưa nè, bạn nhà nhìn xung quanh nè. Nhà tù xứ Huế, phải không? Sai rồi. Nè mấy bạn thấy không? Mấy bạn nhìn xung quanh nè, đó thấy không? Màu tím nè, tím rà tím rệm luôn thấy không? Quá trời màu tím luôn đó. Thì hôm nay nè, mình sẽ cùng với các thành viên của Hero Team, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là trốn thoát, gọi là vượt ngục khỏi cái nhà tù màu tím này nha anh em. Nhưng mà cái nhà tù màu tím này không phải là một cái nhà tù bình thường đâu nha. Không phải là muốn vượt ngục là vượt ngục đâu. Mấy bạn biết lý do vì sao không? Đây mình sẽ cho các bạn xem nha. Ở bên đây nè, mình sẽ cho các bạn xem nè. Đây. Ồ bạn thấy không? Ui nó lăn kìa. Ui xin giới thiệu các bạn, đây chính là những con robot các bạn ơi. Đây chính là một cái nhà tù của robot đó nha. Và hôm nay bọn mình sẽ phải chiến đấu với những con robot để có thể vượt ngục ra khỏi gọi là cái nhà tù màu tím này bạn ơi. Đó, ghê không? Rồi ok. Không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta cùng nhau vượt ngục hay nào bạn ơi. Let's go. 1 hour later. Rồi ok, bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Ok, sẵn sàng rồi đúng không? Ok. Ủa Sam kiếm đâu ra cây kiếm đẹp quá vậy? Trời ơi, tôi mua đó chứ sao, không biết hả? Trời ơi. Xạo, mua cái gì mà mua? Nó nằm trong đây đầy luôn này, thấy không? Nè, thấy không? Có một cây trong đây nè. Ôi, bày đặt là tôi mua đồ ở trong rương có, bày đặt kêu là tôi mua đồ, nó bày đặt nó xạo đó ha. Trời ơi. Ok. Ấy, tôi xin lỗi. Ok, trời mới quấn cô cái thôi. Ok rồi. Nè, bên đây có nè. Nè, một cây dư nè. Rồi ok. Đó, rồi bây giờ chúng ta đã có kiếm rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tiêu diệt những con robot và vượt ngục khỏi nhà tù màu tím nha anh em. Let's go đi thế nào. Ok rồi. Bây giờ đến với gọi là ải đầu tiên để xem nó là gì đây. Ui. Luôn nè. Đây là một con robot, một con robot bánh xe hay sao bạn ơi. Nhìn nó giống con Ramus ở trong gọi là Liên Minh Huyền Thoại ghê luôn á. Nó biết lăn nè. Ui, anh dịch sao lăn miệng anh cũng vậy. Mày hả? Robot bánh xe nè. Ủa, tính ra từ nãy giờ mình thấy ông Siro ông giết Simmy hoài luôn ta. Ok. Quýnh nè. Quýnh tập trung quýnh cái con robot này đi đâu. Quýnh Simmy làm gì? Mày hả mày? Rồi ok. U. Còn một con yêu quái màu vàng nè bạn ơi. Giết nó. Đúng rồi. Rồi. Đúng rồi, con yêu quái Mr. Dịch Vàng nha bạn. 14. Hero Team có vấn đề về quang học. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem coi bây giờ mình đã kiếm được 3 viên kim cương nè. Bây giờ mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ chế tạo cho mình thêm một cái gọi là cần gạt nha bạn nha. Đó, chế tạo cái cần gạt nè. Chúng ta sẽ lắp vào đây, chúng ta qua bên màn tiếp theo nha. Nhưng trước tiên mình sẽ nhìn qua đây coi màn tiếp theo là gì đã. Ôi, màn tiếp theo là những con gọi là robot máy bay các bạn ơi. Các bạn coi kìa, nó đang bay kìa. Wow, ghê thiệt chứ. Ok rồi, mở cửa nè. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Ok. Tiến lên. Qua nào. Wow, trời ơi bạn ơi, bạn coi nè. Ui, những con robot máy bay nhìn đẹp gì đâu luôn các bạn ơi. Nhưng mà nó là kẻ xấu cho nên chúng ta phải tiêu diệt bọn nó các bạn ạ. Mày hả? Mày nè. Ui, trời ơi bạn ơi, mấy con robot này mặc dù là nó nhỏ xíu à nhưng mà nó rất là khỏe luôn nha. Chém quá trời luôn nó mới chết. Hả gì anh? Em qua em nhìn bạn gái em có vấn đề làm sao mà đứng sau cửa không? Đứng la hét lên nó không qua đâu đánh gì. Ơi sao? Bà làm gì hả? Sao bà không qua đây? Qua đây phụ coi, đứng bên đó làm gì? Tào lao thiệt. Cổ vũ mọi người á. Cổ vũ nhưng mà cổ vũ tí nữa mọi người bị giết chết giờ. Ơ mày hỏi. Robot màu xám. Ơi khoan, con robot này màu xám. Có khi nào con robot này là gọi là đồng bọn của Sammy không ta? Sammy là kẻ xấu đúng không? Không. Sammy là kẻ xấu đúng không? Không phải hả? Không. Ok không phải thì thôi. Tôi là người tốt, tôi không phải là người xấu. Ok, mày hả mày? Robot nè. Ô từ nãy giờ giết mà mình không lượm được viên kim cương nào hết các bạn ơi. Có ai lượm được kim cương không? Có nè. Đưa đây tôi cầm cho. Ok, một viên kim cương. Rồi đưa đây. Rồi, Sammy có được một viên hả? Ok. Còn ai nữa không?
Ồ, Siro. Rồi, Siro thêm một viên nữa nè. Đó, ủa, trời. Bốn viên em. Cái Siro, cái đâu ra nhiều vậy? Anh cái gì? Ôi trời, sao đến ổ kỳ các bạn ơi, sao mà cái map này có đến tận 7 viên kim cương dữ vậy? Nhiều dữ vậy trời. Ồ thôi kệ kệ, không sao sao, mình cũng kiếm được kim cương rồi, thôi giờ mình cứ chế cần gạt đi rồi mình qua bên map tiếp theo nha. Ok, chế được hai cái cần gạt luôn bạn ơi, trời ơi nhiều vãi. Ok, để xem coi con tiếp theo là con gì đây. Ủa, cái con gì đứng ở bên kia nhìn lạ lạ ta. Mình không nhận ra con đó là con gì hết các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên đó thử nha. Ủa mà bạn. Ờ đúng rồi, lưu để hồi sinh. Lưu để hồi sinh mọi người ơi, coi chừng quên nha. À, tiếp theo là con gì đây ta? Ôi mọi người ơi, con này con gì nhìn lạ quá vậy? Em lần đầu tiên thấy cái con gì mà nó to thế này luôn nè mọi người. Cái con này nó có nguyên một cái đầu lâu luôn bạn ơi, cái đầu lâu của nó to đùng luôn. Ui, anh Dịch, anh thử đứng bằng nó coi. Ui. Ai da. Trời ơi, con này mạnh dữ vậy trời. Mình mới quýnh nó cái thôi nó quăng, nó bắn tên lửa mà chết queo luôn. Trời. Trời ơi, nó bắn tên lửa sao mày chết queo luôn. Trời ơi, con này nè nó biết bắn tên lửa bạn ơi, ghê dữ vậy. Ôi ôi, trời. Nó bắn sao bởi luôn cái nhà tù màu tím luôn các bạn ơi. Thôi kệ đi, mình cứ vượt ngục tiếp đi. Ủa là con đó đâu rồi? Ủa đâu rồi? Cái con đó sao mà nó dễ chết vậy, mới quýnh có mấy cái mà chết queo rồi. Ủa rồi có ai làm được kim cương không? Giết nó đâu, nó tự bắn kim chân, nó tự nổ, nó tự chết á. Ủa mấy bạn ơi, sao cái con này nhìn nó to mà nó yếu xìu vậy trời. Trời ơi trời. Đây là mới gọi là cụ thể cho việc to xác mà không có não. Mới quýnh có vài cái thôi chết queo luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta gọi là bởi cái nhà tù thôi, chúng ta vượt ngục từ chỗ này luôn đi mọi người. Ok rồi, người nha. Ok thôi kệ. Mình cứ tiếp tục qua bên mấy cái nhà tù tiếp theo đi, không thôi là không có clip cho các bạn xem đâu. Ok rồi. Qua tiếp nào. Trời ơi, Sammy té xuống dung nham nữa bạn ơi. Hậu đậu gì đâu á. Mọi người đừng có quýnh nhau nữa mà. Trời ơi trời, anh em với nhau là phải có tình đoàn kết với nhau chứ, cứ quýnh nhau hoài à. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là đến với một cái chỗ. Cái này là gì đây? Cái này là lava hả? Ui lava không hả bạn ơi. Anh Dịch xuống dưới đó đi. Rồi xong anh Dịch chết queo luôn bạn ơi. Rồi ok. Hả? Anh biết làm gì nè. Anh biết cái chỗ này chơi sao nè. Lên đây đứng nè, xong rồi nhảy xuống giống như đi hồ bơi á. Tào lao. Cái này là lava chứ phải là hồ bơi đâu trời. Ông bị nướp quá bạn ơi. Trời anh nghĩ sao vậy? Cái này là lava đó, anh nhảy xuống đó là anh biến thành gọi là sói nướng luôn á. Tào lao thiệt. Làm cách nào để vượt qua cái đống lava này ta? Nếu như mà bây giờ mình dùng cái cách cũ anh em, đó chính là mình triệu hồi cái con ngựa này ra, thì video sẽ không còn gì thú vị nữa bạn ơi. Trời ơi trời, triệu hồi con ngựa này ra hoài chán lắm. Mình phải tìm một cái cách nào đó mới hơn để vượt qua được cái đống lava này thì nó mới hay, bạn hiểu không? Cách nào vậy ta? Mình mới nghĩ ra được một cách rất là hay bạn ơi. Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Mình sẽ vào trong cái đống skin của mình nè. Đây, ở trong đống skin này của mình anh em, mình có một con robot có tên là robot Star Climb. Và con này là một cái con gọi là máy bay các bạn ơi. Đây, mình sẽ cho bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ biến thành máy bay cho bạn coi nè. Bùm. Đó, mình đã biến thành máy bay nè. Ghê không? Rồi xong chết queo. Thào lao luôn. Trời ơi bạn ơi, vừa mới biến thành robot xong té xuống lava chết queo luôn bạn ơi. Trời ơi trời. Ok. Bây giờ mình sẽ thử gọi là biến thành con robot, sau đó mình bay qua bên kia thử nha các bạn nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ leo trên cao nè. Leo trên cao. Mọi người ơi, có ai có con robot này không? Có ai có thì dùng chung với em nha. Còn người nào không có thì gọi là tự bơi qua đi. Ok. Rồi. Ok bạn ơi, các bạn đang thấy là một con cá mập đang bơi bên dưới lava và bơi qua bên kia. Bơi qua rồi. Mấy bạn ơi, Sammy không có robot cho nên là Sammy đành phải bơi qua lava luôn bạn ơi. Tội nghiệp Sammy ghê luôn á. Ok. Tốt đấy, tốt rồi. Ok, bây giờ mình sẽ biến thành robot nè. Bùm đó. Ok, team của mình bây giờ đã biến thành robot hết luôn rồi các bạn ơi. Anh Siro nè, Timmy nè với lại là mèo Simmy biến thành robot hết rồi nè. Bây giờ chúng ta cùng nhau bay qua nha. 1 2 3 bùm chiu đó en. Wow. Bay qua nè. Wow. Ghê chưa. Tôi bị kẹt. Trời ơi, cái gì bị dính trên cái cửa sổ vậy? Leo xuống đây nhanh lên. Leo xuống đây. Rồi ok rồi, qua được rồi nè. Ủa Simmy chưa qua được nữa hả? Chưa cái lại nè. 3 2 1 bay. Bùm. Hay quá. Ok. Rồi ok. Ok bạn ơi, thì bây giờ Hero Team bọn mình đã qua được bên đây rồi nè. Quá đơn giản. Rồi, bây giờ mở cửa qua bên mạng tiếp theo nha. Bùm, mạng tiếp theo là gì đây? Ôi. Ui,
Trời ơi các bạn ơi, bên đây là một đống gọi là gai nhọn luôn bạn ơi. Bạn coi nè, quá trời gai nhọn luôn. Rừng gai luôn. Cái này là mình nghĩ rằng phải nhờ anh Siro qua mới được. Tại anh Siro giỏi bắt cua lắm. Trời ơi, mình mới nói xong cả ông bị tung trúng mấy cái gai mất máu rồi bạn ơi. Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Bây giờ mình sẽ gọi là đi qua bên đây, qua bên đây thử nha. Ủa sao tí mới bay qua được vậy? Ủa? Trời, tôi không bị gì luôn á, không mắc còn giật máu luôn á không? Trời, tôi thử á. Ủa, kỳ vậy, kỳ vậy. Ok vậy, kỳ vậy. Đâu, mình thử coi. Trời, lạ vậy, lạ vậy. Ok, bây giờ mình sẽ biến thành máy bay nè. Bùm. Wow. Ok, giờ mình sẽ bay qua thử nha. Hey. Wow. Ui. Ui, mấy bạn ơi. Wow. Thì ra là máy bay có thể bay qua được, gọi là cái đống gai này các bạn ơi. Ghê thiệt. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bay đến đây nè. Rồi mình mở cái rương coi cái rương có gì đây. Cái rương có gì không ta? Mình sẽ biến thành người nha. Ok rồi, mở rương nè. Trong rương có kim cương các bạn ơi. Ôi nhưng mà khoan, bây giờ mình đã có 3 khối kim cương rồi, vậy mình lấy làm gì nữa? Thôi kệ đi, bỏ, không thèm nữa. Mình đã có 3 khối kim cương rồi. Hả gì? Không, ông đừng bỏ vậy chứ, bữa biết đâu nó gài mình á. Gài gì? Gài mình có 3 khối kim cương, mình chế cần gạt là mình qua được rồi. Thôi kệ đi, không sao đâu. Ok, bay qua Phong đây ơi, nè. Phong ơi, nhìn dịch với tôi bất tử nè Phong ơi. Rồi, bất tử luôn nè, không bị chết luôn. Đâu? Ui. Nè. Anh dịch. Bất tử luôn. Ủa cái gì vậy? Sao anh dịch với lại Sammy có thể chạy qua được cái đống gai này luôn ta? Hay là chúng ta... Em nghĩ rằng là chúng ta biến thành robot là chúng ta có thể vượt qua đây mà an toàn luôn mọi người ơi. Wow. Hay vậy. Wow, chạy xuyên qua đống gai này luôn hả? Ghê vậy. Hay quá ta. Ồ không sao đâu. Ok rồi, bây giờ mình sẽ bỏ kim cương vào đây. Mình sẽ chế cần gạt nè. Wow, tính ra là cái skin robot này tiện ghê ha mọi người ha. Ủa, khoan. Sao ông Rô to đùng vậy? Ủa anh Rô sao anh to đùng vậy? À biết rồi, tự nhiên anh bị biến bự cho má luôn. Trời ơi, sao con robot của Rô nó to đùng vậy trời. Ok rồi, bây giờ mình sẽ mở cửa nha. Ok, mở cửa nè. Mở ra, rồi. Qua bên map tiếp theo nè mọi người ơi. Mọi người đâu rồi? Qua đây. Mọi người ơi, bên đây em thấy cũng có một con robot nữa nè. Hình như là anh em của chúng ta nè. Ủa? Ôi, anh bự bằng nó nè Phong. Anh bự bằng nó nè. Ôi, đúng quá là dịch kìa. Ôi, đúng quá là dịch kìa. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi anh dịch cùng với lại con robot này solo nhau nha. Mọi người tránh ra. Ok, anh dịch với con robot ai sẽ chiến thắng đây? Quýnh nhau đi. Đúng rồi. Ủa dịch quýnh bằng tay không chứ. Rồi xong, dịch chết queo. Dịch chết queo luôn các bạn ơi. Ok thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tiêu diệt con robot này thôi bạn ơi. Chứ không thôi đừng quýnh chết anh dịch rồi đó. Ok, mày đâu rồi? Mày hả robot? Ơi mọi người cẩn thận nha, coi chừng mình quýnh lộn người của bọn mình luôn á. Trời, mày hả robot nè, mày để dám anh, giết anh dịch. Ok, thôi để okay, anh rô cũng to đùng y hệt nó nè. Để anh rô solo nó bạn ơi. Ok, chém nhau đi, chém nhau. Đúng rồi, hay quá. Rồi chết queo luôn bạn ơi. Lượm kinh nghiệm nè. Rồi có lượm được gì không? Kim cương hả? Ok, wow, có kim cương nữa rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là chế tạo cho mình thêm một cái cần gạt nữa nha bạn nha. Wow, tính ra là cái map này mình bắt đầu thấy thú vị rồi đó. Ui, bên kia cũng có một con robot nữa kìa bạn ơi. Mà con robot này nó màu tím hay sao á. Ok, để mình qua thử nha. Ok rồi anh em ơi, chuẩn bị qua bên đây chiến đấu với con robot tiếp theo nè. Cái con robot này nhìn nó khá là nguy hiểm mấy bạn ơi. Wow, bên đây là một con robot màu tím nè bạn ơi. Chà, nhìn xịn thật sự luôn á. Ê trời, ủa, sao có đến tận 2 con robot màu tím chứ vậy? Ủa, khoan, hình như ông này là... Ủa, cái này là ông Siro mà. Ủa, Rô, tự nhiên anh biết thành nó chứ vậy? Anh muốn solo đó để coi ai mới là hàng fake, ai là hàng real. Ok, được rồi. Mất tiêu rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau xem anh Siro với lại con này chiến đấu với nhau coi ai mạnh hơn nha. Nhưng mà khoan, Rô, anh phải quýnh bằng tay không, trai cho anh quýnh bằng kiếm. Quýnh bằng kiếm là ăn gian rồi, hiểu không? Okay, rồi. Rồi, ok, bắt đầu round 1. Trận chiến giữa Siro Official cùng với lại là con robot màu tím lè tím liệm. Ok, chuẩn bị, hai người đã sẵn sàng chưa? Vô. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Quýnh nhau đi. Bùm, đó, bắt đầu đấm nhau kìa. Ui trời ơi, căng thẳng quá. Ui trời, cái con đó không hề đụng được vô trong người của anh Rô luôn. Wow, anh Rô đánh hay quá. Đấm nó Rô, đúng rồi, đấm nó. Trời ơi, đấm nó, đúng rồi, chém nó. Ủa mà khoan, nó hơi lâu rồi. Thôi anh móc kiếm ra, anh chém đại đi, Rô mệt quá. Ok, yeah. Chém đi Rô. Ây da, trời nó quýnh Rô kìa. Wow, để coi ai là người chiến thắng đây. Ui, đánh nhau. Ui trời, Rô đã bị ăn 2 đấm của con robot. Liệu rằng Rô có sống sót nổi hay không đây? Ok, chém nó, đúng rồi. Chém nó, rồi. Okay. Rồi xong, anh Siro chết queo luôn bạn ơi. Hey, ngay cả một con robot to đùng như anh Siro mà còn thua thì huống gì là bọn mình. Chắc bọn mình bị đấm một cái thôi, mình chết queo luôn á. Cho nên là thôi, chơi theo kiểu phong cách của người Việt Nam đi nào anh em ơi. Quýnh hội đồng nó. Hội đồng nó. Mày tức chơi hội đồng mày luôn nè. Quýnh mày chết luôn nè, con robot kìa. Ua, xa, mày, hi, Lý Tử Long đây. Ôi trời. Ủa sao quân ta này, sát quân ta không vậy?
vậy? Ủa sao từ nãy giờ em để ý nha. Em không bị mà nó quên chết. Sammy đâu giết ba thằng liền. Em thấy Sammy. Tàn à Sammy nó giết em không à. Tàn à Sammy nó giết em không anh ơi. Trời ơi, tức cái con này ghê á. Bây giờ tao sẽ qua tao giết mày. Mày thôi, mày hả mày, chết đi. Ủa mà khoan. Ủa thì đánh lộn rồi sao á? Ủa khoan, hình như cái con đó là ông Siro đúng không? À, xin lỗi đó, em xin lỗi. Trời ơi, tại vì ai biểu anh đổi skin giống y hệt con robot đó chi làm cho em lộn. Em quýnh nhầm anh luôn, xin lỗi. Ok, ủa mà khoan, mọi người giết cái con đó mọi người có được gì không? Thần, đây Phong ơi, tôi đưa cho ông nè. Đó, một cái mũi khoan. Đâu ra được gì? Trời, tào lao cái kiếm này ai cũng có mà, tào lao thiệt. Ok rồi, bây giờ để em ra em khoan cửa cho mọi người thoát ra nha. Vượt ngục thế nào anh em ơi? Tính ra là hồi nãy chúng ta đã có thể vượt ngục rồi. Chúng ta kiểu gọi là rảnh chúng ta vượt thêm mấy cái ngục nữa. Ok. Chúng ta là người chân chính rồi không? Rồi ok. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã cùng với anh Siro nè, anh Mr. Dịch, Sammy, Simmy và Timmy, bọn mình đã cùng nhau vượt ngục khỏi nhà tù màu tím của bọn robot gọi là Ma rồi bạn ơi. Đó, bạn thấy mình ghê không? Đấy, bạn thấy Hero Team mạnh không? Trời ơi, quá mạnh luôn đúng không nào? Cái nhà tù nào bọn mình cũng có thể vượt ngục qua được hết. Nếu như mấy bạn muốn mình vượt ngục thêm những cái nhà tù nào mới thì các bạn đừng quên hãy bình luận lại cho mình biết nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng mình sẽ kết thúc video tại đây. Và trước khi gọi là kết thúc video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, share nè và nhấn nút subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng kiếm hội cho mọi người đó nha anh em. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video vượt ngục lần sau. Tạm biệt.